Chương 275. Dỡ từ đường. Người nói cái gì? Lão Vù Bà kia hai mắt trợn lên, lộ ra hung quang. Công tử, lời này không thể nói, tranh thủ thời gian hướng tộc trưởng đại nhân xin lỗi. Ali Tổ Cô Cô thần sắc lo lắng, đang cảm giác được tộc trưởng thực sự tức giận. Thành khách một tiếng cười bén nhọn cổ quái đột nhiên vang. Tiểu Anh Nhi này có vài phần đảm lượng rõ ràng ở chỗ này nói lời như vậy. Bên trái lão bà là mặc một cái đại hồng bào đi xuống, giọng the thế, thân thể uốn éo, phối hợp một nét mặt già nua làm cho người ta chán ghét nói không lên lời. Thanh Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc thật là quái tài, đúng là nhiều. Diệp Thần không khỏi nghĩ, hừ lại một tiếng. Ly Miêu nhất tộc chúng ta làm việc không cần người khác lắm miệng, lão Vô Bà tức giận nói. Diệp Thần cảm giác được trong những người này Ali Tổ Cô Cô coi như biết lý lẽ một ít. Không để ý tới lão Vô Bà kia, quay đầu hướng Ali Tổ Cô Cô nói: Tổ Cô Cô, sau một trận đó Liên Vân nhất mạch còn có tộc nhân may mắn tồn tại hay không? Trong ánh mắt Ali bỗng nhiên tỏa ra một cái tia thần thái nhìn chằm chằm Tổ Cô Cô. Thần sắc Ali Tổ Cô Cô ảm đạm lắc đầu. Cho tới bây giờ chỉ là phát hiện Ngưng Nhi còn sống, nhưng bạn ta nghĩ Ngưng Nhi cũng... Ali nguyên bản còn lấy một cái tia hy vọng, hy vọng có thể ở nơi này tìm được tộc nhân may mắn tồn tại. Xong nghe Tổ Cô Cô nói, ánh mắt lập tức phai nhạt, nước mắt lăn xuống. Chứng kiến bộ dáng Ali bị thương, Diệp Thần tâm cũng theo đau đớn. Nếu mà Thành Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc xuất thủ tương trợ, Liên Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc chưa chắc đã bị diệt tộc. Lửa giận lòng Diệp Thần khó có chỗ nào phát tiết. Nếu thực cho hắn thực lực yêu vương, hắn nhất định đem lão Vù Bà bên cạnh một quyền oanh thành cạn bã. Tiểu Dực cũng là phẫn nộ nắm chặt tay, hắn cảm thấy lão Vù Bà này hại chết thân nhân của Ali tỷ tỷ. Đa tạ Tổ Cô Cô cáo chi, chúng ta tới đây là để tìm kiếm Ali tộc nhân. Đã như vậy chúng ta cáo từ. Ali, Tiểu Dực, chúng ta đi. Thanh âm Diệp Thần lạnh lùng, xoay người hướng bên ngoài từ đường đi. Đứng lại cho ta, lão Vù Bà trầm giọng giống một tiếng, rẽ ngang trượng trụ mặt đất. Chỉ nghe bù một tiếng, một cái khối đá xanh trên mặt đất bể tan tành. Sau khi Diệp Thần đi tới từ đường, thái độ cực kỳ vô lễ, rõ ràng một mực không đếm xỉa tới sự hiện diện của nàng, nàng há có thể khoan dung, mặt âm trầm nói: Thanh Vân Ly Miêu nhất tộc ta há có thể để cho người muốn tới thì mới tới, muốn đi thì đi. Diệp Thần đang muốn một cước bước ra từ đường, nghe lão Vù Bà kia nói trở lại, lạnh lùng nhìn phía lão Vù Bà nói: Cái này là theo ý tứ của tộc trưởng lên xử lý chúng ta thế nào? Ta lại là muốn nhìn tộc trưởng đại nhân có bao nhiêu dâm uy. Lão Vù Bà nghe được Diệp Thần y nguyên dám can đảm chống đối với mình, chậm rãi đi về hướng Diệp Thần, mắt lộ hung quang nói: Cho tới bây giờ còn không có nhân loại dám can đảm xâm nhập địa phương Ly Miêu nhất tộc chúng ta. Liệm tỉnh người cứu tộc nhân Ly Miêu nhất tộc ta, vặt 500 trượng, sau đó thả người rời đi. Về phần Ngưng Nhi phải lưu lại, có tộc quỷ xử phạt. Tiền hình 500. Khảnh khách thật là thú vị. Lão yêu kia mặc đại hồng bào một bên cười ra tiếng. Ngưng Nhi mặc dù là Liên Vân Sơn mạch Ly Miêu nhất tộc, nhưng huyết mạch thuần khiết, trước khi biến hóa đã có lục vĩ, thiên phú trác tuyệt. Huyết mạch như vậy há có thể lưu lại bên ngoài cùng tiểu tử nhà ngươi? Tiểu tử nhà ta cùng đúng là xứng đôi, tương lai sinh hài tử tất nhiên là vĩ đại trác tuyệt. Lão yêu bà cười tủm tỉm đánh giá Ali trên bờ vai Diệp Thần. Ali vươn lợi chảo giận dữ, hung dữ nhìn chằm chằm lão yêu bà kia. Ồ, tiểu oai nhi tính tình không nhỏ, thực sự là thiếu điều giáo. Yên tâm, chứng ngay cả cho tiểu tử nhà ta ta là trông lom dạy ngươi. Lão yêu bà đó khành khách cười lớn, kính xin tộc trưởng buông tha vị công tử này. Ali Tổ Cô Cô thấy thế lo lắng lên tiếng, nàng cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Nàng nhìn không ra thực lực Diệp Thần cùng Tiểu Dực, nhưng nhân loại bình thường 17-18 tuổi tu vị không rất mạnh. Về phần Tiểu Dực hẳn là một con yêu thú xa loại, nhưng tuổi còn quá nhỏ, tuy nhìn không ra tu vị hẳn cũng không rất mạnh. Những người trẻ tuổi thực quá lỗ mãng. Tộc trưởng cùng với Hồng Cô đều là huyền sư cấp cường giả. Ở từ đường Thanh Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc tàng làm cán như vậy, nếu không giáo huấn một chút sao có thể được? Lão Vô Bà cả giận dữ lên tiếng quát khẽ nói: Người tới, bắt lấy bọn họ, tộc hình hầu hạ. Có thể nhẫn không thể nhục. Diệp Thần nắm bàn tay, cốt cách toàn thân băng vang. Ali cũng trợn mắt. Tiểu Dực, đập bể từ đường của bọn hắn.
ta liền ở trên địa bảng, các người làm càn, các người có thể làm khó dễ được ta sao? Diệp Thần tức giận, nguyên bản hắn còn nghĩ bọn họ tạm thời không đối phó được huyền sư cấp, có tránh thì lánh, nhưng mà lão bà Vu bà hùng hổ dọa người, Diệp Thần thực sự là kìm nén không được lửa giận trong lòng. Trong mắt Diệp Thần bỗng bốc cháy lên một cái đoàn lửa màu tím, hào quang bé nhọn bể phía hai cái lão bà đáng giận bên cạnh. Ánh mắt Diệp Thần mang đến một tia sát khí thần hồn. Hai lão nữ nhân ở đằng sau đang lùi lại mấy bước, hoảng sợ bất định mà nhìn Diệp Thần. Các làng nhìn trên người Diệp Thần cảm giác một tia khí tức đáng sợ. Ở đây có một loại sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn. Làm huyền sư cấp bậc yêu thú, chỉ có yêu vương mới có thể để cho các nàng cảm giác sợ hãi. Một bên Ali Tổ Cô thấy thế cũng là sợ hãi. Diệp Thần hừ một tiếng, thu hồi ánh mắt bước ra từ đường. Nghe được Diệp Thần nói, Tiểu Dực gầm một tiếng, một quyền đánh tới trụ từ đường. Oanh một tiếng, cột trụ làm từ chất liệu đặc thù chế tạo ngàn năm câu hủ kiên cố vô cùng bị Tiểu Dực một quyền oanh đạn. Không nên! Hai lão nữ nhân còn có Ali Tổ Cô gấp giọng kinh hồ đã là không kịp. Tiểu Dực một quyền đảo tới một cây trụ khác, oanh một tiếng, cây trụ này cũng một quyền oanh đoạn. Từ đường này rốt cuộc chịu không nổi, âm âm sụp đổ, sụp thành phế tích. Ba thân ảnh kích xạ nhảy ra vài trăm mét. Tiểu Dực từng quyền đem từ đường lện nát bấy trong cái phế khư lửa ngay, lúc lại mới như không có việc gì xảy ra. Ali Tổ Coco, lão Vu bà còn có lão yêu mặc đại hồng bào kia đứng trên đất trống bên ngoài vài trăm mét, nhìn xem từ đường sụp xuống, khóc không ra nước mắt. Chương 276: Dỡ từ đường phần 2. Lão Vu bà cùng lão yêu bà nhìn về phía Diệp Thần, suy nghĩ sợ hãi, chậm chạp không dám động. Tuy Diệp Thần là hình thánh nhân loại, nhưng nội tâm các làng sợ hãi Diệp Thần là yêu vương. Yêu vương ở yêu thú huyền giới đều là tồn tại đỉnh phong, cả đồng đại lục tổng cộng mấy ngàn niềm yêu nhất tộc chi nhánh, đều không có người nào không có một cái yêu vương. Nếu không mà nói cũng không bị yêu làng nhất tộc khi dễ bực mình không dám nói. Lão Vu bà cùng lão yêu bà kia trước khi không có xác nhận thân phận Diệp Thần cũng không dám có chỗ động tác. Tuy bọn họ đều là huyền sư cấp cường giả, nhưng đối mặt với một cái yêu vương vẫn là chưa đủ. Yêu vương cấp cường giả nếu như tức giận, khoảng cách có thể đem Thanh Vân Sơn Ly Miếu nhất tộc tiêu diệt. Ta muốn hỏi tộc trưởng đại nhân, 500 tiên hình này chuẩn bị chấp hành thế nào? Còn có vị bên kia, người mới vừa rồi là muốn đem Ali lưu lại đúng không? Ta muốn nhìn xem các người lưu Ali thế nào. Diệp Thần hừ một tiếng, đôi mắt tử hỏa chợt lóe, nghiêm nghị uy nghiêm, lời nói như tiếng sấm. Lão Vu bà lòng thất kinh càng là không dám động. Nếu như vừa rồi thực lực tuyệt đối Diệp Thần dám phá hư từ đường Thanh Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc sao? Một bên lão yêu bà cũng không dám nói một tiếng. Ta thay mặt tộc trưởng còn có Hồng Cô hướng ngài bồi tội, trước kia chúng ta xác thực nói lời mạo phạm, ngài cũng đã phá từ đường chúng ta, việc này sau đó bỏ qua. Ali Tổ Coco một bên nói. Diệp Thần cả giận hừ một tiếng, nếu không phải mình có thể dùng thần hồn đe dọa các nàng, mình và Tiểu Dực nhất định bị đánh ra ngoài, mà Ali cũng có khả năng bị nhốt. Nhưng mà không vận bất đắc dĩ, Diệp Thần thế nào còn dám mạo hiểm trước mặt ba các huyền sư cấp huyền thú triển lộ thần hồn khí tức. Nghe được Ali Tổ Coco cầu sự tình, thần sắc Diệp Thần thoáng hòa hoãn. Hắn biết rõ dùng thực lực bây giờ căn bản không có khả năng đánh bại ba huyền sư cấp huyền thú, cũng chỉ có thể dọa các nàng. Một bên lão Vu bà đang muốn ngẩng đầu nói chuyện, Diệp Thần trừng mắt, nàng đứng cúi đầu nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào. Ali nhìn lão Vu bà cùng lão yêu bà bên cạnh rót ra thần sắc, lại là nhìn cô thần sắc nhu hòa xuống. Tổ Coco đối đãi với nàng vô cùng tốt, lúc trước tộc nhân nàng gặp nạn Tổ Coco không có tới, hẳn là bị hai cái lão lưỡng nhân bên cạnh ngăn trở. Bên cạnh lão yêu bà thấy Diệp Thần vô lễ như thế có chút không phục lên tiếng. Thanh Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc chúng ta phụ thuộc Lang Vương Điện, được Lang Vương Điện che chở, cho dù công tử cường thế, Thanh Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc chúng ta không mặc cho người ta khi dễ. Lão bà này rõ ràng còn dám mạnh miệng, chứng kiến lão bà đó mục diện khả tăng, nếu Diệp Thần thật là yêu vương, trông làm hắn cái gì Lang Vương Điện. Trước phiến lão bà này một cái tát, Lang Vương Điện chẳng không biết một cỗ hình dạng yêu lang, chẳng lẽ là hạ địa Quỳnh Lâu gặp được một cái đạo lang hình hồn niệm. Diệp Thần cùng Tiểu Dực giả bộ yêu vương còn có thể, nếu như cùng yêu vương chính thức đụng căn bản không địch. Diệp Thần căm tức lão yêu bà, đôi mắt từ hỏa càng rực. Bên cạnh lão Vu bà sợ tới mức chết khiếp, Hồng Cô thế nào không có ánh mắt như vậy. Thanh Vân Sơn Ly Miếu nhất tộc tuy là quỳ phụ Lang Vương Điện, nhưng dù sao là phụ thuộc, nếu quả thực xuất hiện yêu vương đem các nàng giết chết, Lang Vương Điện há có thể vì các nàng đắc tội một yêu vương.
vọng chừng chết cũng là vô ích. Lúc này đem Văn Lang Vương Điện chuyển ra, chỉ biết làm tức giận vị trước mặt. Tuy không rõ thực lực Diệp Thần, nhưng mà từ trong ánh mắt Diệp Thần, Long Lang cảm nhận hàn ý sợ hãi thật sâu. Trong đôi mắt Ali tràn đầy nước mắt, bì vẫn nhìn về phía tổ cô cô. Lang Vương Điện này đúng là đầu sỏ diệt tộc Liên Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc. Thanh Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc rõ ràng đầu phục Lang Vương Điện. Chứng kiến ánh mắt Ali, Ali tổ cô cô hổ thẹn vô cùng. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngừng trệ. Trong lòng đám người lão vua bà bất an từng giây đều là trôi qua dây vò. Ali tổ cô cô há miệng muốn nói gì đều không biết nói thế nào. Bởi vì các người là tộc nhân Ali, cho nên hôm nay ta không giết các người. Lần sau không có vận khí tốt như vậy. Tiểu Dực, biến hóa bà thể, chúng ta đi. Diệp Thần trầm giọng nói, ánh mắt hung ác đảo qua mọi người. Thân thể Tiểu Dực bỗng nhiên biến thành một con rực xa cư đại, dài hơn 300 mét, làm cho tộc nhân Ali nhất tộc đằng dưới sợ tới mức thất kinh. Tiểu Dực cối hắt hơi một cái, một hồi cuồng phong thổi qua, vài chục con ly miêu kêu sợ bay ngược ra ngoài. Hừ, Tiểu Dực có chút khó chịu. Lão bà ngẩng đầu nhìn bản thể Tiểu Dực cũng là sợ tới mức toàn thân run lên. Thân hình lớn như vậy, sợ là còn yêu thú yêu vương à? Yêu thú yêu vương không có bất kỳ khí tức hồn niệm, nhưng mà thân thể cường hãn tới đáng sợ. Có thu phục được yêu thú yêu vương, nhất định là huyền thú yêu vương. Nàng xem hướng Diệp Thần, đôi mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. Mà một bên lão bà cũng là cò rút cái đầu, không dám nói tiếp. Diệp Thần tung người lên phía sau lưng Tiểu Dực. Tiểu Dực bay trên trời, thần ảnh rực xa, tựa như đoàn mây đen cự xạ quẹt qua, rất nhanh biến mất trong bầu trời đêm. Bọn người lão bù bà, lão yêu bà Hồng Cô, còn có Ali tổ cô cô cảm nhận được Diệp Thần Tiểu Dực rời đi, rốt cuộc thở dài một hơi. Sau lưng đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt sũng. Không biết hai vị yêu vương này lai lịch gì. Lão bù bà nhìn về phía xa xa, run rẩy hạ giọng nói. Nàng nghe sợ nói cái gì cũng không đúng, rơi xuống trong tay Diệp Thần cùng Tiểu Dực, mang tới tai họa ngập đầu cho tông tộc. Theo tuổi tăng trưởng, nàng càng trở nên nhát gan. Cho dù bọn họ là yêu vương, hẳn cũng không dám giết chúng ta. Chúng ta đã là phụ thuộc Lang Vương Điện. Thế lực của Lang Vương Điện khuếch trướng tới trình độ thập phần kinh người. Đông đại lục không có người nào, không có một yêu vương nào có can đảm trêu chọc Lang Vương Điện. Bằng hai cái tán tu bọn họ, lại há đắc tội Lang Vương Điện. Lão yêu bà Hồng Cô có vì thân phận trước mắt của mình mà tự ngạo, nội tâm thầm nghĩ, đem điên cái tin tức hai đại yêu vương xuất hiện ở Thanh Vân Sơn báo cho ba vị điện hạ của Lang Vương Điện, phòng chừng là công lớn. Chương 277, Mê Huyễn Bảo Châu. Ali tổ Coco nội tâm bi thương. Làng là biết rõ Thanh Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc trở thành Lang Vương Điện phụ thuộc trả giá thế nào. Mỗi một năm Thanh Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc đều là tiến cống 50 mỹ nữ Ly Miêu tộc cho vài vị yêu vương Lang Vương Điện trà đạp. Nghe nói mỹ nữ Ly Miêu tộc tiến cống qua tuyệt đa số, sau khi trà đạp xong là bị ăn sạch. Những cái chuyện này chỉ có làng tộc trưởng cùng Hồng Cô biết. Nội tâm Ali tổ Coco tràn đầy đắc dĩ cùng khốn khổ. Nhìn phía phương hướng Diệp Thần, Ali còn có Tiểu Dực ly khai, nghĩ thầm ngừng nhi đi theo Diệp Thần còn có Tiểu Dực hẳn là chuyện tốt. Ít nhất Diệp Thần đối đãi ngừng nhi không tệ. Hơn 10 dặm, Tiểu Dực chậm rãi rơi xuống hóa thành hình người. Ba người bọn họ rời núi tấn nhập một cái quan đạo. Hiện tại là buổi tối, trên quan đạo không có người nào, chung quanh là một cái mảnh đồng bát ngát. Ali, Lang Vương Điện này rốt cuộc là loại gì tôn dạng? Diệp Thần rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn mơ hồ đoán được Ali cùng Lang Vương Điện trong lúc đó có cừu hận lớn lao. Đôi mắt thanh tịnh của Ali có chút phức tạp nhìn Diệp Thần, hồi lâu bộ dáng có chút ảm đạm nói vài câu. Ali tỉ tỉ nói, Lang Vương Điện là trong huyền thú một trong những thế lực mạnh nhất. Trước kia Tây Vũ Đế Quốc là phạm vi thế lực của Sư Vương Điện. Hết thảy ngày ngắn trật tự, thẳng tới ngàn năm trước Lang Vương Điện quật khởi cùng Sư Vương Điện, trong lúc đó xảy ra một cái trận đại chiến dài tới ngàn năm, vô số yêu thú huyền thú tham dự tranh đấu. Trăm năm trước sau một cái hồi đại chiến, Sư Vương Điện tổn thất mấy ngàn vạn huyền thú cùng yêu thú bị ép rút đi. Tây Vũ Đế Quốc biến thành địa phận của Lang Vương Điện. Hết thảy đều thay đổi, vô số yêu thú cùng với huyền thú đã thành thực vật của yêu lang. Trước kia thời điểm Sư Vương thống trị, hàng năm chỉ cần tiến cống một mỹ nữ là đủ. Hơn nữa
sư vương cũng là đối xử tử tế với người Ly Miêu tộc. Về sau Lan Nguyên Điện tới Liên Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc, một năm tiến cống 30 mỹ nữ. Các tộc nhân tiến cống quà cuối cùng đã chết thảm. Điều này làm cho tộc nhân phẫn nộ, các tộc nhân phản kháng, nhưng mà quá nhỏ bé, bị yêu làng tộc Liên Vân Sơn chỉ nhánh diệt tộc. Tiểu Dực thuật lại lời Ali, tức giận mặt đỏ, siết chặt nắm tay phẫn nộ. Cái lũ tiểu tử yêu làng tộc thật quá gây tởm. Tiểu Dực quyết định chú ý, từ nay về sau đụng phải yêu làng nhất định hung hăng đập chúng nó. Diệp Thần gật gật đầu, đối với Ali cừu hận cuối cùng cũng có lý giải. Người này yêu thú cùng huyền thú cũng là đều có thế lực, phần chia ra địa bàn giống nhân loại trong tất cả quốc gia đồng dạng, phát sinh đại quy mô chiến tranh. Ali, chờ chúng ta có được thực lực đầy đủ, nhất định giúp người báo thù. Diệp Thần trịnh trọng nói, chỉ cần làm cho thần hồn chính thức đạt tới cấp bậc yêu vương, hoặc cho tu vị đạt tới thần tôn cảnh, mới có thể cùng với yêu vương chống lại. Không biết thực lực làng vương điện thế nào? Ân, Ali lên tiếng. Diệp Thần nhất thời không kịp phản ứng, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn Ali kinh hỉ hỏi, Ali, ngươi có thể nói? Hắn vừa rồi quả thật nghe Ali lên tiếng không giống thú ngữ. Ali đỏ mặt lắc đầu. Ali tì tì nói, nàng chỉ biết nói mấy chữ. Tiểu Dực một bên nói, chỉ biết nói mấy chữ đã là tiến bộ rất lớn, từ nay về sau sẽ càng nói càng tốt. Diệp Thần mỉm cười nghĩ, Diệp Thần ca ca, ta vừa rồi thời điểm lộ lát từ đường nhặt đấm cái hạt châu không biết vật gì. Tiểu Dực trong túi càn khôn sơ soạn cầm ra một thứ, đem bàn tay nhỏ bé trắng nón mở, thì thấy trên bàn tay nhỏ bé quán đặt một cái miếng thủy tinh cầu bạch sắc lớn như trứng gà, giống như dạ minh châu, tản mát ra sáng bóng nhũ bạch sắc, thỉnh thoảng lại huyễn hóa ra các loại sáng rọi. Một cái cỗ khí tức lồng đậm từ thủy tinh cầu chậm rãi phát tán, tựa hồ mang theo một loại hương khí kỳ dị, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Diệp Thần cùng ánh mắt của Ali rơi vào thủy tinh cầu, liền khó rời đi. Thủy tinh cầu này tựa hồ một loại mê hoặc thần kỳ. Tiểu Dực, người là từ đâu lấy thứ này? Diệp Thần còn đang ngạc nhiên hỏi thăm, tuy không biết thủy tinh cầu là vật gì mới ngờ, nhưng mà Diệp Thần có thể cảm giác được thứ này tuyệt không đơn giản. Vừa rồi thời điểm ta đập sập tư đường, cảm giác dưới lòng đất phía dưới đường vùi vật gì đó, liền thừa dịp bọn họ không chú ý đảo đi ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn đồ đồ tròn của Tiểu Dực có chút nhăn nhó, đẩy cõi lòng chờ mong mà nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần ca ca, thứ này có đáng tiếng không? Diệp Thần nhịn không được cười. Tiểu Dực hiện tại càng lúc càng giống Ali, không quản vật đó là vật gì, chỉ cần đáng giá đều hướng trong nhà mình mà cầm, mười phần đều là một cái tiểu tham tiền. Thứ này chôn phía dưới tư đường đoán chừng là bảo bối Ly Miêu của Thanh Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc, rõ ràng không có phát hiện. Bất quá ngẫm lại cũng phải, những Ly Miêu kia cảm giác cùng với Tiểu Dực không cách nào so sánh, cảm giác lực của Tiểu Dực chính là yêu vương cấp. Thần sắc Ali kích động nhìn miếng thủy tinh cầu, hữu chảo cẩn thận đụng một cái, ánh mắt hữu chảo của Ali va chạm miếng thủy tinh cầu, chỉ thấy một cái đạo quầng sáng như bạch chậm rãi như là mặt nước gợn sóng vắt ra, theo trên người mọi người xuyên qua một cái cỗ khí tức cổ lão tang thương ở giữa không trung phiêu đáng. Ali, ngươi biết đây là vật gì? Diệp Thần mở miệng hỏi, chứng kiến vầng sáng thần kỳ ở không trung, Diệp Thần cảm giác Ali là người gây ra nó. Xèo xèo, Ali hưng phấn huy động tiểu móng vuốt. Ali tì tì nói, đây là Ly Miêu nhất tộc chí bảo, cũng đã mấy ngàn năm, có thể là một cái lão tổ tông bắt nó chôn phía dưới tư đường một mực không có bị phát hiện. Nó gọi là Mê Huyễn Bảo Châu, Ly Miêu nhất tộc lịch đại truyền thừa vô số tiền bối trưởng giả, trước khi chết đem ý niệm của bọn họ quán thâu ở tiến vào trong Mê Huyễn Bảo Châu. Chỉ có hậu duệ có được huyết mạch của Ly Miêu nhất tộc mới có thể mở. Ai có được Mê Huyễn Bảo Châu chính là tộc trưởng hoàn toàn xứng đáng của Ly Miêu nhất tộc. Bởi vì Mê Huyễn Bảo Châu mất đi, Ly Miêu nhất tộc thật lâu không có xuất hiện yêu vương cường giả. Tiểu Dực thuật lời Ali nói, ngươi có thể mở ra Mê Huyễn Bảo Châu này. Diệp Thần nhìn phía Ali hỏi. Ân, Ali nhẹ gật đầu, nàng cũng đã có thể thuần thục sử dụng chữ ân này. Chương 278 Thiên Lộc Định. Tiểu Dực, đem Mê Huyễn Bảo Châu tặng cho Ali tỷ tỷ của ngươi được không?
Diệp Thần ngồi xổm xuống đối với Tiểu Dực nói, dù sao Tiểu Dực tìm được, hắn vẫn hỏi Tiểu Dực. Ừ, Diệp Thần ca ca cùng Ali tỷ tỷ đối với ta tốt nhất, vật này ta không biết dùng, đưa cho Ali tỷ tỷ á. Tiểu Dực rất sảng khoái đem mê huyết bảo châu đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần đem mê huyết bảo châu cầm trong tay, cúi đầu chứng kiến Ali cũng lại nhắm mắt lại, đem thần hồn phóng thích thăm dò trong mê huyễn bảo châu. Diệp Thần không nhúc nhích nhìn chằm chằm mê huyễn bảo châu trong tay. Mê huyễn bảo châu này càng là phơi bày sa sắc tái mê ly, từng vòng vầng sáng trắng sữa khuếch tán ra lờ mờ. Diệp Thần phảng phất chứng kiến vô số hình ảnh. Chẳng lẽ là tiền bối của Ly Miêu nhất tộc? Cái Ly Miêu nhất tộc này thật đúng là âm thịnh dương suy, nhiều lần đảm nhiệm tộc trưởng không ngoại lệ đều là nữ. Ali đột nhiên mở mắt, đồng tử thanh tịnh không ngừng huyễn hóa các loại thần thái, giống như hai cái quả bảo thạch kỳ dị. Diệp Thần cảm giác được thần hồn Ali đang có chút ý niệm ở trong mê huyễn bảo châu kia trao đổi cái gì. Tâm tình khi thì vẫn kích động, khi thì lại khiêm cung cẩn thận. Sau nửa ngày, nó há mồm phun ra một cái đoàn xương trắng. Đoàn xương trắng này đem mê huyễn bảo châu phủ lên. Mê huyễn bảo châu này đột nhiên trong lúc nó thần quang đại phóng, tản ra bạch sắc quang trạch chậm rãi bay trên không trung, tùy biến hóa rất lớn, cuối cùng biến lớn như là trứng bồ câu bị Ali há miệng luốt vào bụng. Ngay sau đó thân thể Ali bao phủ một cái mảng bạch quang loãng rung rung, làm cho Diệp Thần cùng Tiểu Dực bên cạnh cực kỳ thoải mái. Ký tức mê huyễn bảo châu này chậm rãi cùng Ali dung hợp một chỗ, thần hồn Ali nhanh chóng mở rộng so với trước cường đại mấy lần, phần đuôi sau lưng dài thêm một cái đám tiểu cầu mượt mà. Cái đuôi thứ bảy của Ali bắt đầu sinh trưởng, số lượng đời quyết định thành tựu tương lai của Ali. Theo Ali mà nói, Ly Miêu bình thường vừa được đã làm vĩ là thiên tư chắc tuyệt, huyết thống thuần khiết, được lục vĩ là thiên tài trăm năm có gặp, mà thất vĩ chính là ngàn năm khó gặp. Cái đuôi thứ bảy của Ali lấy tốc độ mắt thường mà thấy sinh trưởng rất nhanh, dài tới cùng lục vĩ đồng dạng. Sau một lát trùng gương bảy cái đuôi, cái đuôi thứ tám cũng có dấu hiệu bắt đầu sinh trưởng, nhưng chỉ hơi dài một chút, đại khái một tấc liền ngừng. Muốn làm cho cái đuôi thứ 8 dài ra thực quá khó khăn, trừ khi có gặp gỡ khác. Thần hồn tu vị của Ali không ngừng tăng trưởng, một đường kéo tới địa sư đỉnh phong mới là ngừng lại, cách thiên sư cấp chỉ kém một đường. Theo khí tức mê huyễn bảo châu cùng với Ali dung hợp tới chung một chỗ, trên người Ali tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, tựa như là mùi thơm ngàn ngát của u lan, làm người ta tim đập thình thịch. Sau một lát, thần quang trong mắt Ali thu liễm về. Ali như thế nào? Diệp Thần thấy Ali khôi phục bộ dáng bình thường, không thể chờ đợi mở miệng hỏi. Về mặt Ali mừng rỡ, tám cái đuôi chậm rãi đong đưa xèo xèo thuyết vài tiếng. Ali tỉ tỉ nói, nàng đã đem mê huyễn bảo châu dung hợp, trong mê huyễn bảo châu bảo tồn tiền bối ý niệm của Ly Miêu nhất tộc. Các nàng bổn nhiệm Ali tỉ tỉ làm tân nhiệm tộc trưởng thống lĩnh Ly Miêu nhất tộc. Hơn nữa, hồn niệm Ali tỉ tỉ rất nhanh đi vào thiên sư cấp. Tiểu Dực một bên vui sướng nói, biết rõ mê huyễn bảo châu này là một cái biện kiện bảo bối, có thể giúp Ali tỉ tỉ, hắn tung tăng như là chim sẻ. Ly Miêu nhất tộc tộc trưởng Diệp Thần sửng sốt một chút, chính là Thanh Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc sao? Thanh Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc mặc dù có ba huyền sư, ngoại trừ Ali tổ cô, những người khác chưa chắc sẽ phục Ali. Diệp Thần cùng với Tiểu Dực không thể một mực giả trang yêu vương, sớm muộn cũng bị vạch chân, trừ khi đợi thực lực Ali tới cấp huyền sư cấp mới có thể hàng phục được Thanh Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc. Ali cười tủm tỉm lắc đầu nói vài câu. Ali tỉ tỉ nói, Thanh Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc chỉ là chi nhánh của Ly Miêu nhất tộc. Cả Đông Đại Lục tổng cộng hơn 200 chi nhánh Ly Miêu tộc, tộc đàn tới mấy trăm vạn, chỉ là địa sư cấp Ly Miêu lên tới hàng vạn, huyền sư cũng là tới hàng trăm. Diệp Thần nghe được lại là càng hoảng sợ, không nghĩ tới Ly Miêu nhất tộc khổng lồ như thế. Bây giờ Ali là tộc trưởng của những Ly Miêu này, nghĩ nghĩ, dùng thực lực trước mắt của Ali chỉ là tộc trưởng trên danh nghĩa, đám huyền thú Ly Miêu kia chưa chắc tiếp nhận, trừ khi là đợi Ali có đủ thực lực thống lĩnh tộc đàn khổng lồ như vậy. Trên một đường tu luyện, Diệp Thần đem dốc sức toàn lực giúp Ali, nhưng mà một ngày khi Ali trở thành Ly Miêu nhất tộc tộc trưởng, có thể rời đi hay không? Dù sao đó mới là tộc đàn của nàng mà, hắn một nhân loại. Nghĩ tới đây, lòng Diệp Thần không khỏi dâng cái hồi sâu não. Thiên hạ có buộc buổi tiệc nào không tan. Xèo xèo, thần hồn Ali cảm nhận được cảm xúc Diệp Thần, dùng cái đầu nhỏ cọ xoát cổ Diệp Thần. Diệp Thần bế Ali lên. Nếu như Ali thực sự phải ly khai hắn,
thì lãnh đạo tộc Dangolang dự thần chắc chắn không ngăn trở. Dù sao mỗi người sống là có sứ mạng cùng trách nhiệm của mình. Tựa như Diệp Gia đối với Diệp Thần, hắn sẽ quý trọng thời gian cùng với Ali chung một chỗ. Bên trong thiên địa, sâu bên trong đều có số mệnh dẫn dắt. Sống cho nên tiêu sái tự tại, thuận lòng chơi, vận mệnh không có vô vị, chống lại vận mệnh rất gần với sát đạo. Diệp Thần đối với nhân sinh có thêm một cái phen hiểu được, phảng phất cảm nhận được một cái tia khí cơ của cửu tinh trên cơ thể lại thay đổi phương hướng vận hành huyền diệu, tựa hồ dẫn theo một cái tia số mệnh tối tăm. Dùng lại phương thức này vận hành, huyền khí trong cơ thể của Diệp Thần thong thả lột xác, mà ngay cả Diệp Thần cũng có phát giác ra không ra được loại biến hóa này. Trên quan đạo của Diệp Thần, Ali cùng Tiểu Dực thân ảnh từ từ đi xa. Xa xa giữa hai ngọn núi, một cái vòng mặt trời đỏ từ từ bay lên, lát sau hào quang vạn trượng. Trên quan đạo rất nhanh trở nên tiếng người huyền náo. Nam Hàn Quốc hoàng cung, toàn bộ cung điện nơi này là do cự thạch lũy thành, cao tới mấy chục thước. Trên mỗi tảng đá lớn hiện ra yêu thú điều khắc dữ tợn, ở dương quang chiếu xuống có vẻ rộng rãi vô cùng. Chương 279 Thiên Lộc Đỉnh phần 2. Hoàng cung chiếm diện tích mấy trăm dặm, giống như là viễn cổ thần điện, trung ương một cái tòa tháp đứng sừng sững cao mấy ngàn thước thẳng lên vân tiêu. Bên cạnh không có thang lầu lên xuống, đỉnh tháp cao này là một cái chỗ bình đài. Một nam tử chỉ mặc quần ngắn da thú, trên thân chân chuông cuộc trắng, đang ngồi khoanh chân phun ra lút vào thiên điệu huyền khí toàn thông, giống như là than lửa đốt hồng, hướng phía ngoài tản ra nhiệt sắc khí sáng quắc. Hắn đã hơn 50 tuổi, nhưng mà tướng mạo y nguyên cùng mấy thanh niên 30 tuổi không khác. Hai cái sợi tóc xải theo gió phần vật vũ động, toàn thân cơ nhục nhô lên, phía trên hiện đầy các loại vết sẹo dữ tợn. Tuy chỉ là ngồi ở chỗ kia, lại có một cái loại khí thế không giận mà tự uy. Hắn chính là Màn Quốc quốc chủ Thác Bạt Hồng Giá. Ngoại giới đồn đại hắn là huyền tôn sơ cấp, mà thực tế hắn đã là huyền tôn trung kỳ cương giả, lập tức sẽ đạt đi vào huyền tôn đỉnh phong. Trong lúc hắn tại vị, Nam Hàn Quốc quốc tổ Quách Trường cấp 3 mãn thì bị các đại gia tộc Nam Hàn Quốc tôn kính là Thác Bạt Hùng Chủ. Đứng ở phía trên tháp cao, dùng thị lực của huyền tôn cương giả nhìn xa tứ phía, tất cả đều là lãnh thổ Man Quốc, mà Nam Hàn Quốc Thác Bạt Thị cũng là bởi vì Thác Bạt Hồng Giã mà đạt được tới huy hoàng đỉnh phong. Quanh thần mấy cái quốc gia cũng chỉ có Tây Vũ Đế Quốc còn đang kéo dài hơi tan. Đợi đánh hạ Tây Vũ Đế Quốc, đạt được tài nguyên của Tây Vũ Đế Quốc, mục tiêu bước tiếp theo của hắn chính là dẫn đầu Thác Bạt Thị tiến vào trung ương đế đô. Quốc gia kia cường giả san sát, tuy Thác Bạt Thị quốc gia kia thậm chí ngay cả nhị lưu thế gia cũng không tính, nhưng Thác Bạt Hồng Giã xã tâm bừng bừng. Ở tới các hắn phun ra đuốt vào khí tức, một cái tướng quân mặt giáp ám thành sắc đi lên bình đài. Tướng quân kia ở vị trí cách Thác Bạt Hồng 5-6 thước liền ngưng lại, quỳ một chân trên đất cùng kinh nói: "Bệ hạ, chuyện gì?" Thác Bạt Hồng xã y nguyên nhắm mắt trầm giọng hỏi. Bên Tây Vũ Đế Quốc kia truyền tin tới của Đông Môn tướng quân, bọn người Tư Khấu tướng quân đều đã chết trận. Tướng quân kia cúi đầu cẩn thận nói: "Cái gì?" Thác Bạt Hồng Giã mở to mắt, mắt tràn đầy thần quang tức giận nói: "Là người phương nào gây?" Tướng quân kia thấy Thác Bạt Hồng Giã tức giận, run như cầy sấy cùng thành nói: "Thuộc hạ không biết." "Có phải Minh Vũ?" Thác Bạt Hồng Giã híp mắt sát ý nghiêm nghị, nắm tay về về khành khách lên. Đồng môn Ưng Dương cùng với Tư Khấu Phong Yên đều là thiên tôn cấp cao thủ, cả cảnh nội Tây Vũ Đế Quốc có thể kích giết hai người bọn họ, số lượng bất quá là 5 ngón tay. Ở bên trong mấy các quốc gia phụ cận là Màn Quốc, tuy được cho là siêu cấp cường quốc, nhưng mà thiên tôn cấp cao thủ cũng không nhiều, thoáng cái chết hai người đối với bọn họ tuyệt đối là tổn thất lớn. Đồng môn tướng quân cùng Tư Khấu tướng quân ở phụ cận Thành Vân Sơn chặn giết thiếu niên gọi là Diệp Thần, không nghĩ tới toàn quân bị diệt. Có người ở trên quan đạo chứng kiến Tư Khấu tướng quân cùng một cái con yêu thú đại xà chiến đấu, có thể là yêu thú gây nên. Theo báo cáo ngày đó Minh Vũ chưa rời khỏi đế đô. Yêu thú đại xa, Diệp Thần. Thác Bạt Hồng khẽ suy nghĩ, chẳng
lẽ cho tới nay hắn đều là xem thường thiếu niên thiên tài này. Suy nghĩ một lát, nhìn về phía tướng quân kia nói: đem di thể của Đông Môn cùng với cả Tư Khấu tướng quân trở về nước hậu táng, người đi xuống đi. Vâng. Tướng quân kia khom người lui xa. Thác Bạt Hồng xã nhìn về phương hướng Tây Vũ Đế Quốc, mấy cái quốc gia quanh thân Tây Vũ Đế Quốc đều bị hắn khống chế, duy chỉ còn Tây Vũ Đế Quốc này đứng vững không ngã, chính là tâm phúc trì hoạn quán. Bất kể thế nào nhất định phải hạ Tây Vũ Đế Quốc. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư kế hoạch quán. Không nghĩ tới Tây Vũ Đế Quốc đột nhiên xuất hiện một thiên tài, không quản thiên tài này bao nhiêu lá bài tẩy, nhất định bóp chết từ trong trứng nước. Cấm vực chi địa lập tức muốn mở ra. Hắn đã cùng Minh Vũ Đại Đế giao hảo, rất nhanh có thể tiến vào cấm vực chi địa. Thác Bạt Hồng giã lầm bầm, trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ sát ý cường đại. Xung quanh thiên địa huyền khí nháy mắt bị quấy lên điên cuồng bạo loạn. Tây Vũ Đế Quốc, Hoàng gia biệt viện, Diệp Thần, Ali cùng có tiểu sực rốt cuộc trở về. Dọc theo con đường tìm không ít sơn lĩnh hạp cốc, nhưng mà Diệp Thần một mực không có thể tìm tới phi hành tọa kỵ làm cho hắn thỏa mãn, chỉ có thể ở trong trấn nhỏ ven đường mua một con hắc phong mã, cưỡi hắc phong mã trở về nơi đây. Không biết hiện giờ Diệp Tôn cùng Lê Du Hinh có ai hay không. Thần hồn Diệp Thần rất nhanh kéo ra. Hiện giờ Diệp Tôn cùng Lê Du Hinh đều ở phòng luyện đan. Hiện giờ Diệp Tôn ngồi ngay ngắn trên ghế, mà Lê Du Hinh thì đang ngồi ở trên bồ đoàn cùng Thành lắng nghe. Lê Hủ, gần đây một khoảng thời gian ngay ở phương diện luyện đàn rất có tiến triển, thật là đáng mừng. Hiên giật Dược Tôn vuốt râu mỉm cười nói: tạ sư tôn thích lệ. Lê Hủ cũng không có bất kỳ cảm giác hưng phấn, hắn tiến triển cùng với Diệp Thần so sánh thực kém quá nhiều. Thế Hiên giật Dược Tôn cùng Lê Hủ lại nói chuyện phiếm, nghe lén tựa hồ là không quá lễ phép. Diệp Thần đang chuẩn bị đem thần hồn thu lại, lại nghe Hiên giật Dược Tôn cùng Lê Hủ nói tới mình, lại ngừng. Lê Hủ, thiên phú của Diệp Thần quả thực là kinh tài tuyệt diễm, không thể nghi ngờ là người thừa kế thiên lộc đỉnh thích hợp nhất. Người sẽ không vì thế mà đối với Diệp Thần sinh ra thành kiến chứ? Hiên Giật Dược Tôn có chút lo lắng. Thiên lộc đỉnh chính là sư tôn của Hiên Giật Dược Tôn chuyển cho hắn bảo bối. Trước khi ba người lùi nghị Hách Phong, Diêm Thành xa lánh Lê Hủ như vậy, một cái bộ phận nguyên nhân cũng bởi vì Hiên Giật Dược Tôn coi trọng Lê Hủ nhất. Một khi Hiên Giật Dược Tôn qua đời, thiên lộc đỉnh truyền thừa cho Lê Hủ. Bởi vì bọn họ có chút không cam lòng mới là đưa tới sư huynh đệ trong lúc đó có vết rách. Thiên lộc đỉnh, Diệp Thần tự thi thao, hắn không nghĩ tới phải từ trong tay Hiên Giật Dược Tôn tới thứ gì. Hiên Giật Dược Tôn vô tự truyền thụ cho mình chỉ thức luyện đan, đó là đại ân. Lê Hủ đưa cho hắn dẫn nhập Hiên Giật Dược Tôn môn hạ, hắn cảm kích trong lòng, thế nào lại đem đồ của Lê Hủ cướp đoạt. Thiên lộc đỉnh, đây chẳng phải là vong ân phụ nghĩa? Lê Hủ cười ha ha, lại là cực kỳ tiêu sái nói: nếu như sư tôn cho rằng ta bởi vì quyền sở hữu thiên lộc đỉnh mà cảm thấy phiền não, cái này đại cái không cần. Thiên lộc đỉnh chung quy là ngoại vật, sư tôn luyện đàn chi đạo đã là đại sư cảnh giới, còn không thể thúc giục thiên lộc đỉnh, mà ta cái cảnh giới này là kém quá xa.